từ Galio. Tôi nghĩ rằng họ đang muốn dùng con Viego làm cái lượng sát thương là chủ yếu, trong khi đó thì họ dùng Galio làm hiệu khống chế diện rộng khiến đối phương phải thoát ra khỏi tầm tấn công, và họ chọn mục tiêu thì đó họ dùng cho mình những vị tướng dứt điểm đơn mục tiêu. Ví dụ như Viego để thể lao vào hiệu khống chế, với Galio thì mình thấy là bạn có thể đảm bảo sự an toàn cho Viego, và sát thương dùng vào đơn mục tiêu giúp cho bạn có thể kích hoạt cái nội tại của Viego dễ dàng hơn. Với cái thống trị tối cao thì bạn thấy rằng những vị tướng từ OMG đều có được cái nguồn sức mạnh rất là tốt để khả năng hiệu khống chế dùng vào giết điểm đối phương rất là dễ dàng mà thôi. Ta cướp bộ đỏ của đối phương, nguồn sức mạnh bị giảm đi. Nhưng phải về lẹ nha, bởi vì nhiều khả năng là ta sẽ bị kẹp. Một pha áp sát đến từ Zeonai, hợp bộ hàng băng có súng vào người của Lejan, chủ động tốc biến để có thể kéo đến từ Kho. Thiêu đốt của ta sẵn sàng, không cần đến thiêu đốt, lượng sát thương đến từ Kho là đã đủ. Và pha thi đấu đó thì có lẽ cướp cũng nên về. Hay là anh ta có ý định để có thể đánh ngược trở lại? Anh ta không biết đối phương đang có Wukong ở đây. Siêu hùng giáng thể để giúp cho Cúp tự tin hơn ở trong tình huống xử lý này. Có cơ sở đến từ Cúp ở trong cái tình huống cố gắng kẹp vừa rồi. Thiêu đốt đến từ Khô là không đủ sát thương để có thể giết điểm địch Cúp. Đó là một pha mà Akia anh ta muốn tấn công, nhưng rõ ràng là Sanji không còn sự hỗ trợ. Như đây là một pha mà ui, chủ động tốc biến, thêm một đòn đánh thương nữa, có trừng phạt đụng độ, nhưng vẫn chưa đủ sát thương, hơi đáng tiếc dành cho AK với tình huống đánh gặp vừa rồi. Hầm mộ hàng băng để có thể sử dụng vào bản thân của mình. Ui, lá chắn đu ra nó không có khiêu khích. Thật sự là vượt trội ở cái cánh nào cả. Cúp nhiều khả năng sẽ bị tấn công. Xương lam bất bại của ta được sử dụng khá là sớm bằng trụ nguyên cũ để có thể giữ chân có luôn cho mình ở chiều cuối. Sát thương vẫn là chưa đủ, thiêu đốt liệu rằng có đủ hay không đây? Chưa đủ. Có điều chạy tiếp viện đến từ Zhangjia và một tình huống can thiệp kịp thời của Lejan. Giả đến từ cho cả hai phía. Bốn à. Để coi liệu rằng có tình huống băng trụ khu vực rừng hay không. Họ không, họ đánh vào khu vực rừng có siêu nhãn thế. Cùng ánh sáng trúng vào người của cô, đáp xuống với siêu nhãn thế, hất tung được cho mình ra hai người. Aki được kích hoạt đến một cái thần linh định đoạt phía bên kia. Samira của Able đã có được cho mình ra điều hòa cùng đầu tiên. Iboy phải rút lui mà thôi. Chủ động tốc biến đến từ Able để có thể truy đuổi nội tại đến từ anh ta. Tích được khá là nhiều số. Chắc rằng hiện tại Westfield của Iboy sát thương vẫn có đó, như đây là bắt đầu ra giảm. Lốc xoáy được sử dụng, xin nhãn theo cũng đang được sử dụng. Phía bên kia thì sử dụng tuyết mệnh để có thể truy đuổi theo dành cho Lejan. Chủ động tốc biến và kéo khá là tốt đến từ Khô. Điểm hạ gục đầu tiên đã thuộc về cho bên phía của OMG. Cúp đang cố gắng để có thể truy đuổi theo. Chiêu cuối của ta vẫn còn và đủ sát thương để có thể đáp trả. Nhưng phía ngược trở lại thì Sanji cũng đã sắp xuống cấp độ 13 và bắt đầu đang có tín hiệu quạt khá là chất lượng dành cho vị tướng keo này của Sanji. Như ở trong cái tình huống giao tranh mà tôi nghĩ rằng họ là đội tuyển chủ động. Ví dụ Sanji đánh một cái kèo cùng với Strike, cái gì thế này? Ta không ngại phía bên kia là một tình huống tùy hủy của Zhangjia. Ngờ với cú dịch chuyển sớm như vậy, đợt lính đang được tích tụ khu vực dưới con đường băng giá để có thể nhắm vào. Và đó là một tình huống cô lập mục tiêu rất tốt. Người chết đi rừng đến từ bên phía của Raytom đã bị hạ gục. Cúp phía bên kia cũng vào không được. Iboy cũng không có đủ cơ sở để có thể gây sát thương. Samira gần như không thể nào bị ngăn cản. Hỏa ngục liên xạ bắt đầu được triển khai. Cúp sẽ bị tiêu diệt. Và đó là tình huống quét sạch tốt dành cho bên phía của OMG. Khống chế để tạo ra một tình huống phản công ngược trở lại. Nhưng họ không làm được điều đó. Lejan, đây là lần thứ 3 anh ta bị bắt. Và lần này thì anh ta cũng sẽ nằm xuống. Phía cánh bên kia thì có đồng hồ để có thể câu kéo dành cho Able. Và anh ta quay ngược trở lại cùng với những người đồng đội của mình, kích được cái đội tại và tấn công vào Iboy. Không còn Iboy ở trên bảng điểm, ở trên bản đồ nữa. Điểm hạ gục thứ 3 cũng đã thuộc về cho bên phía của OMG. Xuanza chạy nhưng có khả năng kích tốc đến từ cái tốc hành và những cái tình huống kích đúc đến từ Sanji nữa, dịch chuyển để có thể kết thúc ván thi đấu này cùng với bốn thanh niên khác của bên phía OMG để có thể tấn công vào khu vực đường giữa. Chỉ có thể Lejan mà thôi, khi những bước di chuyển thật ra là không thể nào hiểu được đến từ phía của Lejan. Ta đi lòn ra một cái góc mà đối phương có thể tấn công mình, và những cái góc vừa rồi là những góc không nên đi một tí nào khi đồng đội của mình đang không đứng gần đó. Tốc biến của anh ta có, chi cuối của anh ta có, cũng không thể nào kịp làm gì cả, tại vì đơn giản đối phương ở tầm quá gần rồi. Và đó là một foul rank mà rất cố gắng đến từ Raytom nhưng gần như là không thể nào làm được cái gì đến từ những sai lầm quá chí mạng của Lejan.